21. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Tức là đây là lớp nâng cao cho nên là tôi sẽ như này nhé, tức là thầy sẽ thống nhất là tôi sẽ dùng cái giao diện bằng tiếng Anh, không dùng giao diện tiếng Việt nữa nhé. Thì các bạn phải làm quen cái từ từ tiếng Anh như này. Tôi sẽ làm các cái bài tập mà liên quan đến cái mà nó toàn bộ giao diện bằng tiếng Anh nhé. Rồi tiếp theo là mỗi bạn sẽ phải tạo ra một cái tài khoản trên cái trang này, trên cái trang nó gọi là trên trang Scratch này, thì chúng ta sẽ đưa bài lên lên đây, chúng ta sẽ đưa cái bài các bạn làm, các bạn sẽ đưa lên đây nhé, và tôi sẽ kiểm tra ở trên cái trang này. Thì cách đưa lên thì rất đơn giản rồi, nhưng mà các bạn chú ý là tất cả các bài các bạn sẽ đưa vào một cái đây, đưa vào đây này, chúng ta sẽ đưa vào một cái gọi là một studio, chúng ta bấm vào đây nhé, và các bạn sẽ tìm cái studio nó có tên là, đây tôi làm sẵn rồi, là các bạn sẽ tìm từ là Scratch Olympiad này đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái studio nó có tên là Scratch Olympiad đây này, cái 2022 là cái mà tôi làm đây này. Thì cái này là cái mà các bạn sẽ đưa vào cái studio này, là gì, là một cái, là một cái trang mà lưu tất cả các cái bài của các cái sản phẩm của chúng ta. Thì bấm vào đây này, thì hiện nay nó trống, nó không có gì nhá, nhưng mang kia nó sẽ có những cái bài ở đây này, thì các bạn sẽ đưa vào đây. Cách đưa là các bạn, tôi sẽ nói cách làm mà đưa vào như nào, lát nữa chúng ta sẽ thử, nhưng mà chúng ta nhớ cái tên này, những cái tên đó là Scratch Olympiad nhá, và nó có đủ chữ là 2022 này. Rồi thì chúng ta sẽ tập làm quen thôi, chúng ta sẽ tập làm quen vào các cái dự án từ đơn giản đến phức tạp nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một vài cái bài tập ở mức độ là đơn giản đã, nhưng tuy thế nhưng mà đơn giản thì đơn giản nhưng vẫn là nâng cao một chút đấy nhé. Rồi thì bây chúng ta bắt đầu làm này. Thì đây tôi sẽ cho các bạn cùng nhau làm cái bài đầu tiên như này nhé. Đây. Đây nhá. Đây chính là cái bài số 1 trong cuốn sách của thầy đấy nhá. Các bạn ấy đi, các bạn tắt âm thanh đi nhá. Rồi. Tức là chỉ như sau nhé, chúng ta có bốn nhân vật là con mèo này, cánh cam này, con chuột và con chó. Bắt đầu xếp ở đây. Nhá. Thầy ơi, em không nhìn thấy. Có nhìn thấy không? À rồi, bây giờ thấy rồi. Nhìn thấy màn hình của con chó chưa? Nhá. Bây giờ nhìn thấy rồi. Có bốn con nhá. Thì khi mà yêu cầu như sau là chúng ta sẽ để tôi viết lại chỗ này, không phải khi mà chúng ta bấm phím Space thì nó bắt đầu nó mới chạy. Yêu cầu của chương trình như sau nhé, là chúng ta ghi lên thêm cho yên tâm này, bấm phím Space thì bắt đầu chạy. Thì bộ này sẽ chạy sao đúng như này, và chạy đúng một vòng quanh sân khấu theo chiều của kim đồng hồ. Đây sẽ chạy từ đây này sang bên này, xong lên xong lại sang bên phải, bên trái nhá, xuống từ đây nhá, sang bên phải này, xong lên này, xong sang trái này, xong lại xuống, nó sẽ lại về đây. Tức là phải chạy đúng một vòng quanh sân khấu theo chiều của kim đồng hồ và về đúng vị trí cũ thì dừng lại. Thì đây là một cái bài đơn giản thôi, nhưng bài này là bài nó có cái tính toán học, tính thuật toán mà chúng ta phải chú ý. Thì đây là một cái bài cái điển hình mà có thể làm được, thì các bạn có thể đưa lên trong cái cuộc thi Olympiad của Scratch ấy, quốc tế ấy.
làm cái bài trong cái hư định hướng là một cái sản phẩm thuộc định hướng là thuật toán, được chưa? Vì nó là nó không có ý nghĩa về mặt ứng dụng, mà nó có ý nghĩa về mặt toán học, thuật toán. Đấy, tôi nhắc lại nhé, đồ bài cho bốn con vật như như thế kia, mèo, cánh cam và chuột và chó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem làm như thế nào. Ban đầu thôi, nó ở vị trí kia, chúng ta bấm phím space thì tất cả cùng chuyển động, chuyển động sang phải, xong lên trên, xong sang trái, xong xuống dưới, đi đúng một vòng thì dừng lại. Đó, các bạn thấy có khó không nào? Nhưng mà cái quan trọng là gì? Là phải đi theo đúng thứ tự. Tức là con chuột luôn luôn phải bám theo con chó, cánh cam phải bám theo chuột, mèo phải bám cánh cam, không được chạy vượt lên nhau. Đấy, không được cho con chuột không thể vượt lên quá con chó, cánh cam không thể vượt lên quá con chuột, phải đúng thứ tự như vậy. Đó thì bài này, đó là phần khó của cái bài này, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ các bạn bây giờ tôi đưa trên màn hình, đã nhìn thấy màn hình Scratch chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đưa cái em sẽ đưa cái con vật này vào nhé. Bây giờ tôi tìm con cánh cam trước này. Đây. Cánh cam này. Xong tôi đưa vào đây là con chuột này. Chuột nằm ở đâu đây? Đó là phần M, đây con chuột đây. Và đưa vào một con chó nữa. Đây. Đây nhé. Tôi có tạm tôi để đây này, tạm ở đây chúng ta sẽ phân tích sau nhé. Đây, thầm ta để ở đây nhé. Đấy. Để ở đây. Thì bây giờ thầy muốn là cho cái vật nó nhỏ đi một tí để nó hơi khó, thì thầy cho nó nhỏ trước mắt cho nhỏ đấy nhé. Bị à, ta thì đặt tên này, con này là tên là con mèo này. Chúng ta sẽ gọi đây là con mèo nhé. Mèo. Con này sẽ là con cánh cam. Cho nó đúng tiếng Việt cho nó hay thôi. Cánh cam nhé. Đó, nhầm chỗ này là cánh chứ không phải là cách nha. Cánh cam. Rồi, con này là đặt tên là con chuột nha. Chuột nha. Sao mà hình đơ rồi thầy? Hình đơ ở đâu? Hình có đơ ở đâu? Đúng rồi, em không thấy chi giờ mới được. Nó chậm thôi chứ không phải đơ đâu, nó chậm thôi. Vì các bạn, vì là đông người vào như vậy và được truyền thì không tốt thì nhé. Yeah. Được rồi, thế bây giờ đầu tiên là thầy muốn thì xếp cho nó ở vị trí nào đó. Bây giờ như này nhé. Vị trí nào chúng ta chưa bàn vội, vì chúng ta phân tích đặc biệt chúng ta việc trước mắt thầy muốn cho nó nhỏ lại để nó hay to quá để làm như sau. Bây giờ thầy cho nó bé lên một tí, bây giờ thầy vào cái lệnh này này. Đấy. Cho nó tất cả được cho nó nhỏ đi một tí. Đây nhé, thầy làm con chó này, thầy cho nó nhỏ vào cái lệnh lúc cho cái lệnh này này. Cái lệnh đây lệnh đặt cái kích thước của con chó này. Đấy. Quay phần trăm này. Thế để cho nó là 80% nhé. Cho nó nhỏ lại. Đấy. Bây giờ copy sang con chuột này. Thì copy sang cho con cánh cam này. Copy sang cho con mèo này. Đấy. Đây là mèo nhá. Để sang bên phải này. Cánh cam này. Chuột này. À, chuột chưa copy được cái phần này. Đấy. Tất cả đều giảm xuống là còn 80% thôi. Mà đây là chó đây. Được chưa? Rồi đây. Bắt đầu đây. Đấy nhỏ lại thôi chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem làm thế nào để mà Nó đi đúng là làm một cái hình chữ nhật xung quanh cái sân khấu. Mà bảo đảm rằng là gì? Là con nọ là nối đuôi con kia. Đó, thì đó là phần khó nhất đấy. Bây giờ chúng ta phân tích một chút này. Bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta quay lên cái màn hình này, thầy vẽ cái màn hình ra cho chúng ta nhé. Nhìn thấy màn hình chưa? Màn hình là cái đấy đấy. Rồi ạ. Ừ. Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi ạ. Ừ, được rồi. Thì đây thầy mình chút cho nên mình này lại không nhìn thấy gì nhỉ.
để thêm một chút nghe. Đây 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 thêm một chút. Được chưa? Bây giờ thầy vẽ cái sân khấu ra như này nhá. Thầy vẽ không chính xác lắm vì là màn hình của thầy nó không 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 rõ nha. Rồi đây nhá, thì bây giờ thầy tưởng tượng mình này là như sau này. Chúng ta quan sát con mèo này, đây này mèo đây nhá. Rồi. Chúng ta quan sát một chút thôi. Đây. Đâu nhỉ? Nhìn nó không rõ cái này. Sao không vào đây? Rồi, nhé, bây giờ như này nhé. Thế này. Thì bây giờ thầy tưởng tượng như này nhé. Đây đây, thầy để ví dụ như ở đây nhé. Đây là mèo này. Đấy, đây là mèo nhé. Mèo này. Bây giờ thầy chia đây là làm 4 phần đi. 4 phần nhé. Ở đây là chuột này. Ở đây là con chó này. Chó này. Còn ở chỗ này nữa là gì? Chỗ này nữa là cánh cam. Đấy. Được chưa? Thì thường thường mình nhìn này này là như ở đây nhé. Và thầy tưởng tượng như sau. Thầy cho cái vị trí này này. Vị trí này là tốc độ của nó theo chiều x gì? Ở đây là x2. Ở bên này là x1. Còn chữ y thì là thì ở chỗ này nó là y1 ở phía dưới, còn trên này là y2 ở trên. Đấy. Mình có thể sau này mình có thể điều khiển cho nó là y1 y2 là như nào là do mình điều khiển nhé. Rồi, thế bây giờ thì muốn như sau này. Thế bây giờ đầu tiên là cả mèo, cả cánh cam, cả chuột, cả chó đều đi về bên phải. Bây giờ thầy quyết định như sau nhé. Thầy quyết định là đây. Thế bây giờ cái khoảng cách giữa hai con vật này này, thì kiểu nó là D. Thì thầy hỏi các bạn là D này là bằng 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 bao nhiêu nhỉ? Hãy tính như nào. D này sẽ bằng là cái khoảng cách từ 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 bên trái này sang bên phải và chia là 4. Do đó ta có như sau, ta có như sau là ta suy ra gì? Suy ra đây là x thì bao nhiêu? X thì 2 trừ đi x 1 tất cả chia mấy, tất cả chia cho 4. Đấy, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta giả sử là các con vật này là di chuyển với tốc độ là như nhau, và các con vật này di chuyển như sau là các con vật nhé, các con vật đều di chuyển như này, đều di chuyển di chuyển là trong 2 giây, 2 giây là trên cho mỗi cạnh, tức là theo chiều ngang này, từ đây sang đây này là đi mất 2 giây, lên trên này là đi mất 2 giây, đi sang bên này là 2 giây, đi xuống dưới này là 2 giây. Đó,
Thì câu chuyện này rất quan trọng, tôi giả sử như vậy để cho chúng ta điều khiển tốc độ cho nó chính xác. Thì như vậy thì suy ra là gì? Suy ra là chó đi từ đây đến 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 vị trí này này bằng 1/4, đây là d mà 1/4 của cái khoảng cách từ trái sang phải, cho nên là chó sẽ đi hết từ đây dây là bao nhiêu, là hết là 0,5 giây. Như vậy là đây là d nhé, như vậy là chó đi từ đây đến vị trí này này là hết là 0,5 giây. Còn chuột đi từ đây đến vị trí này là bằng một nửa thời gian, là mấy giây? Là 1 giây. Còn con cánh cam từ đây đến đây là bao nhiêu giây? 1,5 giây. Và con mèo từ đây đến đây là bao nhiêu giây? Là 2 giây. Đó. Cái đó là cái rất quan trọng, cái đó là cái chính là cái tính thuật toán của chương trình đấy, và đó cái đó là phần mô tả về mặt toán học của chương trình. Thì làm đúng như vậy được thì chúng ta sẽ làm chương trình cho nó chính xác. Được rồi, thế bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm cái phần này nhé. Đây, chúng ta sẽ mô tả tổng quát chỉ của chúng ta là như sau. Chúng ta cần các cái biến nhớ là x1, x2, được chưa? y1, y2, mô tả cái tọa độ của hình vuông chi tiết của chúng ta ở cái hình chi tiết màn hình của chúng ta. Ta có cái tính tay đó là cái d này chính là gì? D chính là cái x1, x2 chia x1 chia 4. Được rồi, chúng ta cứ cho làm này. Đây rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đây, chúng ta quay lại cái màn hình này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chúng ta sẽ tạo ra các cái biến nhớ như sau. Đây, chúng ta tạo vào. Con không thấy phần mềm Scratch thầy ơi. Có thấy chưa? Con chưa thấy phần mềm Scratch. Con chỉ thấy phần mềm vẽ vừa nãy thôi. Nó đang lên đấy. Thấy chưa? Chưa. Rồi ạ. Nó lên chậm thôi, nó không phải, nó lên chậm thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ biến nhớ này. Đấy. Và các bạn tạo cho thầy những biến nhớ như là x1, x2, y1, y2 và biến d. Biến d nhé, đây tôi vào đây này. Chúng ta bắt đầu tạo này. Tạo đầu tiên là x1 này. X1 nhé. Tiếp theo ta tạo là x2. X2. Sau đó tạo là y1. Và tạo y2. Đấy. Sau tạo cái biến này biến d. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập cho nó các cái số ban đầu tùy chúng ta để chọn thôi. Chúng ta tùy chúng ta để chọn nhé. Đây, bây giờ các cái lệnh mà ban đầu đó thì thầy để trong cái vào sân khấu. Chúng ta chú ý là trong cái chương trình chính ấy, nếu mà có nhiều nhân vật ấy thì những cái biến nhớ hệ thống sẽ đặt ở đâu? Sẽ đặt ở trong sân khấu. Sân khấu là nơi sẽ nhập những cái thông số đó vào sân khấu nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ chọn cái lần này và chúng ta sẽ đặt các tham số ban đầu nhé. Này, chúng ta vào cái đây và chúng ta đặt như sau này. Đầu tiên là đặt là x1, y1 trước nhé. Y1 này, chúng ta kiểm tra là y1 là đây này. Chúng ta đặt là y1 nó sẽ là gì? Đây, vào cái này đây. Và chúng ta đặt y1 là bằng, ví dụ như bằng là, đây là -120. Nhá, -120 là cái là gạch phía dưới này. Y2 sẽ là ở phía trên. Ta lấy đối xứng thôi. Y2 của nó là sẽ là 120. Ta sẽ điều chỉnh sau nhé. Rồi. Tiếp theo là x1. X1 chúng ta sẽ đặt là một cái điểm ở bên trái. Bên trái. Ví dụ như là ở đây, ta giữa đây này. Ở đây chúng ta lại thầy ơi, là x2 rồi thầy. X1, x2 đây. Đây là y2 nhá. Y2. Y1 là -120, y2 là 120. X1 đặt là -150 ở bên trái và x2 được rồi. X2 đặt là ở bên phải là 150, nó phải đối xứng nhau cho nó đẹp. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ ta tính D này. D nhé.
D sẽ bằng gì? D sẽ bằng là ta vừa tính sang đến D sẽ bằng là x2 chữ x1 chia cho 4. Rồi, chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ vào operator và chọn cái phép chia này. Đó. Chia 4 nhá. D nhá. Bằng là gì? Bằng là phép trừ đây, phép trừ. Chúng ta lấy là x2 trừ x1 và chia cho 4. Đây, đi vào đây này. Đó. Thấy chưa nào? Đây là D nhé, chúng ta đưa vào đây. Đấy. Thế đây là các cái trạng thái ban đầu đây, ban đầu đây. Và bây giờ chúng ta sẽ sau khi mà đây là, chúng ta lập trình cho sân khấu, khi mà sân khấu đã lập trình xong, nạp đây là cái lệnh này đặt tham số ban đầu. Sau đó sân khấu sẽ ra một cái lệnh để cho thầy tất... ơi thầy giảng lại đi thầy. Cái gì cơ? Thầy giảng lại hả? Cái gì? Thầy giảng lại lại đi thầy, vừa nãy mà hình chữ đôi con chả biết gì thầy ạ. Thế à? Tức là chúng ta phải đặt cái vị trí, tìm cái vị trí tổng quát của mèo, cánh cam, chuột và chó. Các bạn đã xem hình này chưa? Quay lại hình này nhé. Thế này. Nhìn thấy cái bảng chưa? Ở cái chỗ x2 trừ hay cộng x1 ấy thầy. À, x2 là trừ x1 chứ. Trừ x1 chứ phải cộng. X2 là trừ x1 chia cho 4. Nhìn rõ không? Cùng là anh rồi. À, nhưng mà cùng khó hơn. Cái lúc được ta thì con nắm ra. Bên này. Đấy. Bên này. Đây là các cái vị trí ban đầu của cái sân khấu mà chúng ta muốn cho các con chuyển động. Hình chữ nhật nhé. Hình chữ nhật mà tọa độ ở bên trái. Bên trái x là x1 bằng trừ 150, bên phải là x2 là 150. Còn tọa độ y theo chiều dọc thẳng đứng thì phía dưới x1 là -120 và y2 là 120. Đó. Được chưa? Rồi. Đây là các tham số ban đầu thôi. Chúng ta phải nhớ lại cái hình vuông mà tôi thầy vẽ đấy. Chúng ta phải nhớ lại cái hình vuông đó nhé. Rồi, thì đây là sân khấu. Khi mà sân khấu đã nhập xong các tham số này rồi thì sân khấu sẽ ra cái lệnh, ra lệnh để ta sẽ đặt con mèo, con chuột, con cánh cam, chó vào đúng đúng vị trí của mình. Đó. Thì bây giờ chúng ta đây chúng ta sẽ gửi một cái thông điệp. Nhá. Đây, khi mà xong cái này rồi thì chúng ta sẽ sân khấu sẽ gửi một thông điệp. Ta dùng cái lệnh là broadcast, gửi một thông điệp để thông báo cho con mèo, con cánh cam, con chuột và con chó vào đúng vị trí ban đầu để chuẩn bị chạy. Đấy. Bây chúng ta bấm đây, ta chọn cái lệnh có tên là một thông điệp có tên là ví dụ là reset chẳng hạn, hay là chuẩn bị. Đây là cái lệnh là reset là chuẩn bị bắt đầu vào vị trí đấy. Nhé. Đấy. Và tôi đưa vào đây. Thì chỗ này là từ cái sân khấu sẽ gửi một cái thông điệp cho các con vật để các con vật làm vào đúng vị trí của mình. Được chưa? Đấy. Chỗ này là chỗ rất quan trọng đấy. Chỗ này là chỗ mà coi như các bạn đã biết cái khái niệm là thông điệp rồi đúng không nào? Gửi một tin nhắn đấy, tin phát đấy nhá. Tiếng Anh là broadcast này, gửi nhá. Như vậy đây là cái đoạn chương trình mà thiết lập thông số ban đầu cho hệ thống, gồm có tọa độ của các cái đỉnh của hình chữ nhật mà con vật này muốn di chuyển, và cái D là khoảng cách giữa con vật với nhau, giữa mèo và cánh cam và chuột và con chó.
con mèo ở chị ở bên bên phải, còn là lần lượt là con cánh cam, con chuột và con chó đó. Như này nhá. Rồi khi nhận được thông điệp là reset này 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 thì mèo sẽ về vị trí của mình, chuột về vị trí, cánh cam về vị trí, chó vị trí. Chúng ta cho nó điều khiển nhé, tôi bảo vào mèo này. Đấy, bây giờ chúng ta điều khiển cho mèo nhé. Đây, khi mèo nhận được thông điệp là reset thì mèo sẽ phải về vị trí như sau. Chúng ta đặt vị trí nhé. Đây, chúng ta sẽ cho mèo là go to gì? Đây, vị trí của mèo là như này nhé. Chúng ta sẽ đặt lại này. Go to x gì là mèo ở vị trí bên trái, cho nên là x gì mèo chính là vị trí x gì chính là của đồng của mèo chính là x một. Còn y y của chúng ta đây là chính là y một, như vậy là mèo đúng vị trí này, x một y một. Chúng ta nhớ lại cái hình ảnh mà nội tôi đưa đấy, vị trí góc góc trái dưới là có phải là x một y một không, góc bên phải dưới là x hai y một, góc ở bên phải trên là x2 y2, và góc bên trái trên là x1 y2. Đấy, thì đây là đề vị trí của mèo đây, và chúng ta cho mèo nó quay về bên phải cho nó chính xác, trùng lệnh này cho mèo quay về bên phải đó. Đây 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 là mèo nhé. Như vậy là khi nhận thông điệp là reset thì mèo sẽ di chuyển về đây. Đấy, ban đầu đấy. Đây là cái rất quan trọng, cái này phải tạo làm cho chính xác thì các bài tập của chúng ta đi thi nó mới được điểm, làm sai là không được điểm nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cho con chuột này. Đây là mèo nhé, đây là chuột này. Chuột sẽ nằm nó ở bên cạnh con mèo, cách con mèo vị trí một khoảng cách là d. Làm như nào? Đây ta vào chuột đấy nhá, chuột này. Khi mà chuột mà nhận được thông điệp là reset đó thì chuột làm gì? Cánh cam mà thấy À, cái cánh cam, cánh cam sẽ đầu tiên, cánh cam sẽ go to cái gì? Go to y thì vẫn là y1 vì nằm ở phía dưới, chuyện y của nó vẫn là y1, ta chọn y1 đây. Y1, nhưng mà x gì thì không phải là x1. X gì là gì? X gì là bằng gì? Là bằng x1 cộng với d. Đấy, vì đây này, mèo này, chuột cánh cam này. Với này cộng với d nữa, cho nên là chỗ này sẽ làm một phép cộng. À, chỗ này là hơi khó nhá, nhìn này. X của con cánh cam này này là chính là bằng là x1. X1 là cái vị trí ở bên phải tọa độ x nhé, cộng với một khoảng cách này này là d đây, chúng ta tính rồi chính là d đây. Đấy. Như vậy là d chính là cánh cam. Cánh cam. Nhắc lại, cánh cam sẽ di chuyển vị trí x gì là tọa độ x của nó là x1 cộng d, và y là chính là y1. Và cũng như vậy là giống cánh cam và mèo sẽ quay về bên phải. Đấy. Cánh cam ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cho con chuột. Con chuột thì nó khác là ở đây cơ, cho nên là chuột ở đây nó sẽ là tọa độ x của nó là không phải x1 cộng d mà là x1 cộng với 2d. Đây, chúng Cô ta em không hiểu. không hiểu à? Lúc nãy Thầy thầy hay thầy cô lúc nãy thầy đã vẽ hình như gì nữa? Vẽ hình là cái chiều dài này là con này, là con này đứng con cái cam là cạnh con mèo là khoảng cách là d, thì nó phải là x1 cộng d không? Nè, x1 cộng d này là ra con cánh cam này này. Còn y thì y thì vẫn là y1. Đấy. Thấy không? Bị sang chuột này. Chuột thì nó vào đây, chuột đấy nhá, chúng ta làm cái lệnh là chuột là đây, khi nhận được thông điệp reset này thì chuột sẽ làm sao? Chuột sẽ đây, chuột sẽ di chuyển go to đây, tôi sẽ tìm sau nhé. Di chuyển go to này, go to là chuột ở đây này, y thì vẫn là y1 đây này, vẫn là cái y1 ở đây nhé. Còn x gì thì bao nhiêu? X gì thì bằng nó này, x gì này là bằng là x1 cộng với 2d, cộng với 2d nhé. Đây, ta làm cái này. Hai Đây này.
nó sẽ là vẫn là x là nó sẽ là gì, nó là x vuông cộng với 2d. Chúng ta phải làm ở đây nữa này, phép nhân này, đây là d nhá, ở đây là số 2 nhá, đây là 2d này, cộng với gì, cộng x 1 đây, x 1 đây này, cộng với 2d, hiểu nào? Thì ra tọa độ y của tọa độ x chỉ của chuột đấy, thấy không, đều ở đây đấy, đây là tọa độ của chuột nhé. Cánh cam thì là x 1 cộng d, còn chuột thì x 1 cộng với 2d, còn chó sẽ là x 1 cộng với 3d. Đấy, chính xác như vậy mới đúng. Đây chúng ta thêm một lệnh nữa, lệnh là quay sang bên bên bên, bên phải, được chưa? Đấy, đây là chuột nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang là gì? Quay sang là chó. Chó thì giống chuột. Nhưng mà chỉ khác là gì? Khác là chỗ này là không phải là 2D mà chỗ này là 3D. Là số 3. Bây giờ chúng ta chỉ copy. Chúng ta copy sang sang chó này. Đấy. Bấm vào chó nhé, để chó này. Chúng ta sẽ chọn chỗ này là số 3. Là chó. Nhưng mà chúng ta đã vừa làm xong cái lệnh tiếp theo là đặt đúng vị trí của con vật khi khi mà bắt đầu chương trình. Chạy lại thử nhé. Đây này, bắt đầu được ở đây này. Thành công nào? Nhắc lại nhá. Mèo này. Mèo x1 y1 này. Nhá. Tọa độ của nó này. Cánh cam này. x1 cộng với d này và y1 này. Chuột này, x1 cộng cộng 2d này và y1 này. Còn chó này, x1 cộng 3d và y1. Chó x2 không được mà thầy. Gì cơ? X1 chứ. Cho nó chính xác mà, từ nãy giờ thầy thầy đã vẽ cái bằng cái sơ đồ rồi mà, sao thật chính xác mà nhé. Tọa độ x của chó đặt lại x2 không được mà thầy. Hai gì? X2 đó. X2 này bên này thì không được. Nó nào không phải nằm, nó có ở x2 đâu. Nó là cách cách cái bên bên phải là một đoạn bằng d cơ mà. Không 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 phải x2. X2 trừ đi được không thầy? Được, giờ được. Hoặc là x1 cộng 3d hoặc là x2 trừ d cũng được. Đúng, các bạn xét đúng đấy. Chỗ này có thể thay là với chó rồi thay vào là x2 trừ d, được, hoàn toàn được. Được chưa? Họ thì đó là cái đoạn đầu tiên nhé, là phần đầu của chương trình hôm nay đấy. Bây giờ chúng ta xong chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lệnh lệnh tiếp theo là khi chúng ta bấm nút thuật lệnh nhé, chúng ta bấm space thì bắt đầu chuyển động. Đó. Thế làm nào bây giờ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lại vào cái màn hình của cái sân khấu này. Đây, sân khấu đây nhé. Sân khấu sẽ là nơi mà ra cái lệnh. Đây. Chọn lệnh này nhé, khi mà đây là cái lệnh mà khi mà người dùng bấm phím space này. Đó, lệnh này nhé. Vào cái chỗ là event và đây chọn cái sự kiện là gì? Là người dùng bấm phím space. Thì theo đề bài là khi bấm phím space thì bắt đầu chuyển động. Có chuyện đó là chưa nhé. Đấy, thì bây giờ là bây giờ sân khấu sẽ là cái nơi mà ra các cái lệnh đầu tiên. Thì chúng ta ra đặt cái lệnh là when space key press, là khi mà người dùng bấm phím space thì chúng ta lại ra Thầy với gửi một thông điệp. thầy ơi mà tức là Sao? bây giờ vẫn chưa chuyển sang được cái câu lệnh của sân khấu Thế à? Nó chậm đấy, vì chậm thôi các bạn. Để lúc đi chúng ta ra nhé. Rồi ở đấy nhé. Sao nó chuyển chậm thế nhỉ? Nhé, thì vì chúng ta làm chuyển tiếp này. Bây giờ khi người dùng bấm phím space thì làm gì? Thì sân khấu sẽ gửi một thông điệp thông báo là bắt đầu chạy. Đấy. Thì bây giờ
Khi mà người dùng bấm space thì sân khấu sẽ ra lệnh cho đây. Sân khấu sẽ ra cái lệnh là lệnh vẫn là lệnh broadcast này nhé. Nhưng mà không phải là reset, mà ta bấm vào đây ta chọn một lệnh khác. Ví dụ chọn cái lệnh là start chẳng hạn. Start là bắt đầu. Bắt đầu chạy. Đó, thì khi người dùng bấm phím space thì sân khấu sẽ ra một cái lệnh là start là bắt đầu. Thì khi đó con mèo cánh cam, chuột và chó bắt đầu chuyển động đúng một vòng xung quanh sân khấu đó. Theo chiều ngược kim đồng hồ. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái lệnh của con mèo nhé, con cánh cam và con chuột và con chó nhé. Khi mà nhận thông điệp là start thì bắt đầu chuyển động. Rồi, rất đơn giản. Mèo này chuyển động từ đây sang bên phải, xong lên, sang trái, xong xuống, vì là mèo ở đầu góc của cái hình chữ nhật, cho nên là rất đơn giản. Ta vào mèo đây. Đấy, bắt đầu lập trình cho mèo nhé. Đây. Khi mà nhận được thông điệp là gì? Là start thì bắt đầu mèo sẽ bắt đầu làm này. Nha. Mèo sẽ phải đi một lượt xung quanh này. Thì chúng ta chú ý là mèo sẽ phải chuyển động sang bên trái, cạnh trái với cái chiều dài là toàn bộ cái chữ nhật, cho nên nó sẽ chạy mất là 2 giây, chứ thầy nói rồi. Mèo chạy từ đây đến góc sang bên phải là hết 2 giây. Còn cánh cam sẽ chạy hết là 1,5 giây. Đấy, rất là chuẩn bị khó nhé. Chuột chạy hết là 1 giây. Và chó chạy hết là chó là chạy là nửa giây. 0,5 giây. Đó. Rồi, tiếp theo này. Chúng ta là như sau nhé, chúng ta sẽ như sau, chúng ta sẽ cho con mèo di chuyển sang bên phải bằng cái lệnh là glide. Đây này, lệnh này này. Nhá. Tu gì? Mất 2 giây. Đến vị trí gì? Đến vị trí là đây, đến vị trí là x2 và gì? Và y1. Thấy không nào? Đó, mèo này. X2 y1 này nhá. Tức là mèo chuyển từ đây đến đây này, đến đây. Sang bên phải. Sau đó là mèo quay trái. Sau đó là mèo sẽ quay lên trên, tức là quay trái. Quay trái 90 độ nhá. Và đi lên trên. Mèo sẽ làm những tiếp tục, mèo sẽ làm về mèo sẽ đây, mèo sẽ di chuyển lên trên. Đi cũng 2 giây, tự nhớ lại vì chúng ta quy định là mèo con vật đi đều đều tốc độ như nhau, hết là đi cạnh bức cạnh của hình chữ nhật là mất 2 giây. Lên trên này. Lên trên sẽ là gì? Lên trên sẽ là vị trí là gì? Là x sẽ là x là x2. Y là y2. Đấy. Tổng quát chưa? Nhá, lên trên nhá. Sau đó mèo lại quay trái 90 độ. Đi sang phải. Đi sang phải. Đây này. Sau đó là mèo đi tiếp ở đây nữa này, đi tiếp nhé. 2 giây nữa sang bên trái. Trái trên đấy. Trái trên nó sẽ là gì? Nó sẽ là tốc độ của nó sẽ là x1. Và y mấy? Và y2. 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 Sau đó mèo lại xoay xuống dưới. Xoay trái 90 độ nữa. 90 độ nữa. Bỏ đi xuống dưới. Đây, lại này đây. Lại mất 2 giây. Đi xuống dưới là vị trí đầu rồi này. Vị trí đầu là vị trí ban nãy này. Tức là vị trí đó là x2. Đây là vị trí 1 là x1 chứ. X1 và y1. Y1. Không phải yêu quá. Và cuối cùng. Cuối cùng mèo sẽ quay bên phải, quay trái một lần nữa để cho nó quay đúng vị trí cũ. Mèo sẽ quay trái một lần nữa. Quay trái. Đấy. Để chúng ta thử chạy, bây giờ thử chạy sẽ đúng không nhá. Mèo chạy từ đây này, sang bên phải này, xong lên này, sang trái này, xong xuống này. Chị thử xem đúng không nhá. Đây. Đấy, chúng mèo chạy thử nhá. Đấy. Thấy không nào?
Đấy, được chưa? Thì như vậy chúng ta, như vậy đây là cái đoạn chương trình để điều khiển mèo. Bây giờ chúng ta làm tương tự cho con cánh cam và con chuột và con chó ấy. Nhưng mà chú ý một chút nhé. Mèo là xuống đây là hết thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cho chuột nhé, cả cánh cam. Cánh cam thì làm tương tự, chỉ sửa một chỗ thôi, cánh cam cũng chuyển từ đây sang đây mà, lên này xuống này. Nhưng mà sửa gì, sửa là cuối cùng mèo cánh cam sẽ phải đi từ đây, từ mèo sang đi sang bên này một tí nữa. Chúng ta sửa một chút thôi, hơi làm từ đầu nhé. Đây là cánh cam này đây. Cánh cam khi nhận được thông điệp là bắt đầu chạy đây, cánh cam sẽ di chuyển về bên phải. Cánh cam di chuyển về bên phải với cái số thời gian là 1.5 giây. Các bạn chú ý nhé, chỗ này rất quan trọng này. Chỗ này để khác đây là sai đấy. Vì chúng ta đã quy định là toàn bộ cái chiều dài của chiều ngang của hình nhân là mèo con vật là đi hết là 2 giây, nhưng mà là một khoảng cách là 1/4 chỉ là 0.5 giây. Như vậy là con cánh cam đi được 3/4, như vậy sẽ là quãng đường sẽ là 1.5 giây. Được chưa? Và đi đến vị trí gì? Đến vị trí là x2 và y1. X2 và y1. Đây. Sau đó tương tự đi lên thân trái 90. Sau đó đi lên. Đi lên với thời gian là 2 giây nhé. Đi lên cái gì? Đi lên với cái vị trí là x2 y2 y2. Sau đó là quay sang trái. Quay sang trái một lần nữa và lại đi ngang sang sang bên trái. Sang bên trái với cái vận tốc là 2 giây. Đến vị trí gì? Đến vị trí là x1 và y2. Thấy 1.5 giây chưa? Đây, đây ạ. Không, chỗ này, ở trên này là 1.5, còn chỗ này là 2 hết. Đi lên trên này, sang bên trái và xuống là 2 hết nhé. Đấy. Vâng. Y2. Chỗ này là sang bên này này. Xong lại đi xuống nhé. Quay sang trái và đi xuống. Thể vào đây, đi xuống đây. Bây giờ mô tả cái đoạn đi xuống này. Đi xuống đây nhé, đi xuống. Đi xuống đây là 2. Còn chỗ này sẽ là x1 và y1. Y1. Sau đó thì quay sang bên trái một lần nữa. Và ở đây chỗ này là chỗ này là con cánh cam phải đi về vị trí cũ của mình, nhưng mà cánh cam phải sang bên phải một đoạn đường bằng D nữa. Nhưng mà chúng ta cần một cầm lệnh nữa để di chuyển cho cánh cam. Đây. Đây, di chuyển ở đây chỗ này nhé. Di chuyển về vị trí Y là Y1. Còn X gì? Sẽ là X1 cộng với D. Vị trí cũ của nó đấy. Đây này. Cũ đó là X1 cộng D này. Tôi có thể copy cái này sang nhé. Đây. Với cái thời gian là bao nhiêu? Với thời gian đây là bằng D thôi. Cho nên chỗ này sẽ là 0.5 giây. Đây, chỗ này có chỗ khó này. Đấy. Như vậy là ở đây thì sang bên trái là hết 0, sang bên phải là 1.5. Xong đi lên 2 giây, sang ngang 2 giây, đi xuống 2 giây và về chỗ cũ 0.5 giây. Đó, thì đây là cái đoạn chương trình dành cho con cánh cam. Nó giống con mèo, chỉ thêm đoạn cuối dưới này thôi. Cánh cam với chuột với chó là giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở các tọa độ cùng này thôi, đàn đáng giống nhau. Bây giờ chúng ta có thể copy sang cho cánh chuột được. Nhưng mà thầy làm lại cho chúng ta chú ý nhá. Như vậy là vừa rồi là xong cái phần chuột và xong cái cánh cam. Bây giờ chúng ta làm sao cho chuột. Mình chạy thử nhé, chạy thử cho mèo, thử với mèo và cánh cam nhé, thử chạy thử này. Đấy. Thấy không nào? Đúng chưa? Đấy, kiểm tra nhé. Đúng rồi đấy. Như vậy là mèo với cánh cam là đúng rồi. Bây giờ chúng ta làm cho con chuột. Đây, bấm vào chuột đấy nhé. Rồi. Bây giờ thử này, đây, khi mèo nhận được thông điệp là bắt đầu, start, thì chuột sẽ chuyển bên phải với thời gian là bao nhiêu? Thời gian là 1 giây,
chúng ta chú ý nhé. Này, với thời gian là 1 giây. Về vị trí bên phải là gì? Chỉ bên phải là x2 y1. Y1. Sau đó là quay trái và đi lên. Sau đó là quay trái 90 độ. Và đi lên 2 giây. Đi lên là 2 giây. Đi lên đâu? Đi lên vị trí của nó là x2 và y2. Đây, đi lên trên nhé. Sau đó là quay bên trái 90 độ. Và đi về bên trái. Đi về bên trái là cái này. Về bên trái là 2 giây. 2 giây. Về bên trái là x1 và y2. X1 và y2. Sau đó đi xuống. Bấm sang trái và đi xuống. Bấm sang trái và đi xuống. Đi xuống cũng là 2 giây. 2 giây. Đi xuống đâu? Đi xuống là x1 và y1. X1 và y1. Y1. Sau đó lại đi xuống nữa, lại quay trái, sau đó là sau quay trái để về vị trí là ở chỗ này này. Và cuối cùng nó đi về vị trí cũ của nó. Đây là con chuột đấy. Là đi bao nhiêu? Là đi về vị trí cũ là hết 1 giây. Nên đây là hết 1 giây, cho nên đây phải đi thêm một đoạn đường nữa. Đoạn đường nữa là đây, hết đi hết 1 giây. Vị trí cũ. Vị trí cũ là gì? Là cái này này. Chỉ là cái này này. Đấy, mình ra cái này, copy cái này sang vị trí cũ ban đầu ở đây nhé. Chỗ này là Y1 này. Đấy. Vì thầy thử chạy cho các bạn cho xem con chuột nhé. Chỗ đúng là ba con vẫn đúng rồi này. Đấy. Ô, chuột bị sai chỗ nào đó, chuột bị sai. Ô, đấy, dễ sai lắm đây. Không phải. Đây nhé, đây là đào chuột nhé. X2, Y1 là ở đây này. Xong lên là... Đấy, phải là X2, Y2, phải là X2, Y1 ạ. Đây, chỗ này này. À, đúng rồi, X2, Y2 ạ. Đây là Y2, đúng rồi, đây là Y2. Đấy, bị sai một chỗ thôi là chết luôn. Chờ thử nhé, mình chờ thử này. Đấy. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho con, cuối cùng là con chó. Hoàn toàn tương tự. Nhé, các bạn làm này. Đây, nhận được thông điệp là start này. Bắt đầu. Chó sẽ chuyển di chuyển sang bên phải. Với sau phải là bao nhiêu? Là 0,5 giây. Đi vào đường là ngắn thôi mà. Chú ý nhé, chỗ này là sai là chết. 0,5 giây. Và sang bên phải là gì? Sang bên phải là x2y1. X2y1. Rồi, sau đó là nó quay lên trên. Đúng rồi, quay trái và vẫn đi lên trên. Đây, đi lên trên thời gian là 2 giây. Đi lên trên là gì? Là x2y2. X2y2. Nhá. Sau đó là quay sang trái 90 độ để 90 để mà quay 2 giây để mà đi về vị trí là x1y2. X1y2. Thầy ơi, con copy xong con làm. Ừ, copy cho nhanh được, thầy ta chậm để chúng ta hình dung. Copy xong con rồi. Ừ, được, các bạn copy tùy các bạn nhé, mà thầy làm chậm để chúng ta hình dung được. Và bây giờ đây là đi xuống vẫn là 2 giây. Và đi xuống ở đây là x1y1. X1y1. Sau đó lại quay một lần nữa sang ngang. Sang ngang ở đây là 90 độ. Và sang ngang đây, từ vị trí cũ. Từ vị trí cũ này, bắt đầu này. Và với thời gian là 0,5 giây. À, là 1,5 giây. Yeah. Vì chó đi từ đây mà, từ đây sẽ tận đây mà. 0,5. Và đầu tiên thì đi 0,5. Đoạn cùng là đi 1,5. Đi vị trí này. Đây. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta kiểm tra lại toàn bộ bài nhé. Đây này. Từ đầu này. Bấm space này.
Đấy, được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn thấy cần sửa gì nữa không nào? Con đúng hết rồi thầy ơi. Đúng hết rồi đúng không? Đúng ạ. Cô. Con đúng hết rồi ạ. Con làm xong hết rồi ạ. Ừ. Chạy từ đầu nhớ này, từ đầu đây. Rồi. Nhưng mà chúng ta đã xong được cái bài đầu tiên nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ ghi lại và chúng ta sẽ đưa lên trên mạng của chúng ta. Đây, bây giờ thầy ghi lại cái bài này. Bây giờ chúng ta ghi vào máy đấy. Chúng ta có thể ghi vào máy tính của chúng ta đấy. Nhé. Bây giờ thầy sẽ lưu cái này vào máy của thầy nằm ở chỗ nào để xem nào. Đây, desktop đây. Thì vào cái bài của chúng ta nhé. Đây này, cái bài, cái trang của chúng ta là cái trang nào. Scratch đây nhá. Thì đặt tên đây là bài là B1 bốn con vật nhá. Bốn con vật chuyển động. Chuyển động. Đây. Rồi. Sau đó thì đây việc thầy đưa lên mạng, các bạn đưa lên mạng vừa rồi chúc các con lên vào bài nhưng nó không lên được vào file. Xong chưa được. Lưu file đi nhé. Đây bây giờ thầy chúng ta phải có một cái tài khoản đây, thầy có thể có tài khoản rồi nhé, thì vào thầy thêm xem ấy ạ. Gì cơ? Xem tên của ông. Thầy ơi cho con xem tên của ông. Con có tài khoản rồi thầy ạ. Tên gì con xem tên, xem tên gì? Tên của cái tên câu lạc bộ thầy làm đấy. Scratch đấy. Tên file à, tùy các bạn, không quan trọng nó đâu, tên tùy các bạn này, đặt tên là bên một tên này, còn tên các bạn tùy đặt tên mà, không quan trọng nhá, quan trọng là phải đưa lên được trên mạng. Nhưng mà con muốn đưa cái này lên vào Scratch đấy. Đưa cái gì, chả hiểu con nói gì. À, đưa lên trên mạng dễ mà. Thì bây giờ đưa lên đây, thầy đang đưa lên cho các bạn xem cách đưa lên nhá. Đây, bây giờ thầy vào cái trang Scratch, đây thầy vào lại cho các bạn xem nhé, đây thầy vào lại được này. Thì vào lại cái trang là scratch.edu.bit.edu này. Đấy. Và thầy login vào cái trang vào cái bài của thầy đây theo con tên đấy của thầy rồi. Các bạn phải login vào cái trang của mình. Rồi. Sau đó các bạn làm như sau. Nhá. Create thầy ạ. Gì? Các bạn vào cái lệnh create này để tạo ra một cái bài của mình. Đây. Nhá. Sau đó thầy sẽ đưa cái là thầy vào file. Ta sẽ vào cái chỗ file này và chúng ta chọn là load from your computer lệnh này và chúng ta chọn cái file của chúng ta đây, file này, bấm nút open, bấm nút ok, okay. Lên ngay đấy, lên ngay nhé đấy, bấm vào sau đây này, sau đó nhấn vào see project base, bấm vào nút share đã chưa, bấm vào share đã đúng không, hay là hoặc là see project base cũng được. Có được không? Không, thầy muốn share. Thầy share trước nhá. Đây. Thầy share đây nhá. Và đây này. Thầy ghi tên nhá. Cái instruction đây là nốt này. Cái chỗ này thì cái tên của mình đây. Bên thầy bài của thầy thì thầy ghi tên là Bùi Việt Hà. Đây có các bạn thấy cái tên của mình nhá. Mỗi người ghi tên của mình riêng nhá. Bài của thầy thì ghi tên là Bùi Việt Hà đây. Còn ở đây. À, thầy làm như sau này. À, đây này. Cái mà con đã xây giờ nó xuất hiện ra cái gì ạ? Bấm nhá. Bấm nút lá cờ này, bấm nút lá cờ, đây, bấm nút lá cờ để thiết lập hệ thống này, hệ thống nhé, sau đó là bấm space để bắt đầu chạy, để bắt đầu chạy nhé, đấy. Được chưa? Rồi. Như vậy thì thầy làm xong bài của thầy rồi. Bây giờ thầy sẽ đưa cái bài này vào cái thầy đưa cái bài này vào cái bài và cái bài của thầy đưa nó vào trong cái trang studio của chúng ta đấy nhé. Bây giờ tùy các bạn tìm một chỗ cho dễ nhé. Bây giờ thầy vào đây. Trang của thầy rồi thầy đưa vào cho các bạn xem nhé. Ba cứ làm phiền con. Đây. Thầy vào cái trang của thầy nhé,
Đây cái trang thầy là trang này bìa thầy vào cái không cái thầy vào cái studio của thầy thôi. Đây. Đây là studio của chúng ta đây nhé. Rồi, bìa ta chọn này. Add project này. Grow project nhé. Đây, chọn này. Done này. Đấy vào đây rồi này. Như vậy cái bài này của thầy đã chọn vào đây rồi. Bài các bạn sẽ đặt tên khác đi cho đều đây và vào cho anh có thể xem được nhé. Đấy như vậy thầy vừa mới đưa một cái bài, một cái project, một dự án nhỏ nhỏ của thầy đưa vào đây. Thì dự án này là thỏa mãn điều kiện, nó làm cái dự án nhỏ nhỏ thôi, là nó là cái dự án thuộc vào cái phạm vi của cái kiểu bài này. Kiểu bài là làm một dự án để mà có tính chất là thuật toán, được chưa? Đấy. Các bạn đưa bài vào máy của các bạn nhé, vào trong cái trang này nhé. Biết thì bấm lên này, xem này. Đây ơi, con ở trên màn hình con không có share project ạ. Vì đó là vì cháu chưa chưa ấy các bạn chưa đăng ký tài khoản, mình chúng ta phải đăng ký tài khoản với bạn được. Con có tài khoản rồi ạ. Thế là vô lý chứ không được nhỉ? Phải được chứ. Phải share được chứ. Dạ thứ bài là mình có một cái đây. Xác minh email. Chạy thử nhá nào, chạy thử này. Xác minh email tài khoản ấy. Đây. Đấy. Chạy được chưa? Thầy ơi, thầy phải mời bọn con vào đã, thì phải mời bọn con vào thì thầy mới ấy được. Thầy mới thấy bài thầy vào kiếm đâu được. Thầy vào cái có số 4 ở bên cạnh thầy. Chỗ nào? Ở bên cạnh chữ Hà Bùi Thế đấy thầy. Cái phần mail ấy. Cái phần mail thầy. Ở đây á? À? Ở đây á? À? Không ạ, bên cạnh ạ. Đây à? Không ạ. Không. Bên trái. Chỗ nào? Bên trái. Vâng ạ, cái đấy ạ. Cái này à? Vâng ạ. Vâng. Đâu biết là đúng. Không biết gì đâu. Đây mà. Đây là cái thư nó chả cái gì cả. Thầy vô lại studio đi thầy. Không, thầy phải bấm nút lên thầy phải. Bây giờ nhé, từ đầu này, thầy đóng lại này. À, bây giờ thầy đóng lại nhé, mới từ đầu này. Từ đầu đây nhé, thầy vào Scratch này. Scratch, Edu nhé. Từ đầu đây, đó. Thì bây giờ thầy có thể search, đây là một cái vào Explore này, xong Search Studio này. Thầy search cái chữ là Scratch Olympiad là ngay. Nào, chữ em Enter đó. Enter nhé, nó ra này. Nó là Studio nữa. Đây, bấm vào đây, thì nó ra cái này. Thì các bạn có thể ép các bạn vào đây, các bạn đưa cái các bạn bấm như này này thôi. Đấy. Thầy thêm project vào thôi thầy. Thôi thầy, anyone can add project thì thầy. Ờ đây rồi. Rồi rồi, đây rồi nhé. Đây nhá. Đấy. Anyone can add này, project này, tất cả này có thể được đưa vào đây. Đấy, xong rồi đấy nhé. Đó thì các bạn đưa vào đây. Các bạn chú ý là phải ghi rõ là họ tên mình là ai này, ghi ở đây này, tên của mình nhé, họ lớp nào cũng được. Và trên chợ ở trên này là phải ghi cái cách sử dụng, được chưa? Con đang ngồi ạ. Ừ, đấy. Thấy ơi, con gửi rồi. Đấy, thấy không nào? Con gửi rồi ạ. Ừ, đấy. Rồi thì kiểm tra nhé, đã vào chưa? Studio nhé. Đây. Đấy, hai bạn này này. Trần Duy Tùng con này, ba người vào đây rồi này. Đấy. Vào nhanh nhanh, vào rất nhanh nhưng mà. Cho vào rồi. Lê Thanh Lâm vào rồi, cho vào rồi ạ. Ừ, đấy. Thấy chưa? Thấy bài của con chưa? Cái này anh nhìn hết đây này. Bài của ai nhìn thấy rõ này. Chạy thử nhá.
hai bọn này còn 1, 2, 3 này. Cái này làm tốt. Cứ tưởng là chạy theo hình tròn thì hơi khó. Rồi, bây giờ thầy sẽ bài này bây giờ thầy yêu cầu chúng ta sẽ nâng cấp lên một chút nhá. Nâng cấp thì nâng cấp như thế nào? Bài này nó sai sao đấy? Bài đúng rồi, đúng hay sai, đúng rồi nhá, đúng không? Nó chạy liên tục ạ. Ờ, không sao. Ờ, thế đúng là sai, chỉ một vòng thôi. Sai ạ. Chỉ một vòng mới đúng, còn chạy liên tục thì là sai. Nhá, về các bạn sửa lại thêm như này nhé, sửa lại. Sửa lại là liên tục thì là sau thế được, thầy sẽ làm sau. Còn bây giờ trước mắt là chúng ta sửa lại là gì làm chạy một vòng thôi nhá. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ yêu cầu chúng ta nâng cấp cái chương trình lên thành một dạng khác. Để hôm nay là bài đầu tiên nhé, bài số 2 là vẫn bài này nhưng mà thầy yêu cầu là nâng cấp như sau nhé. Tức là như này, câu như sau này. Ý của thầy như này, như là bấm space một lần nhé, chạy một vòng, sau lại bấm lần nữa là chạy tiếp, cứ bấm lần là chạy, nhé. Đây này, ta chạy một lần nhé. Nâng cấp xong. Thì sao ạ? Gì cơ? Ấn giữ ấy ạ? Đúng thế, thầy đúng rồi, thì bấm lần là bấm chạy rồi, thôi không sao. Không, thôi bây giờ thầy sửa cái bài này, như vậy bài này bấm lần là chạy rồi, thầy muốn là... À, thầy bây giờ như này nhé. Thầy đề nghị sửa lại như sau. Thầy đề nghị sửa lại là như thế này. Tức là sửa lần sau này. Khi lần đầu tiên bấm một lần space thì nó sẽ chạy mãi mãi, nhưng đấy mà làm chạy vĩnh viễn luôn. Nhưng bấm space một lần nữa thì nó dừng lại. Xong bấm lần nữa là chạy. Nhưng bây giờ thầy sửa lại như thế này. Bây giờ thầy sửa lại và tập này như sau nhé. Chúng ta sẽ sửa lại như này này. Là khi bấm một lần space đầu tiên thì bắt đầu chạy và chạy mãi mãi. Khi bấm space lần thứ hai thì nó dừng lại. Được chưa? Khi bấm space lần thứ ba là chạy mãi mãi. Hay là cái bấm space là có thể dừng, bấm lần là chạy, bấm một trận lại là dừng, bấm là chạy. Đấy, chúng ta có làm được không? Để chúng ta sửa đi, sửa theo cái đề bài gọi là bài số 2 này, bây giờ đây là bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại, nâng cấp lên thành cái dự án số 2 là như sau nhé. Thầy sửa lại như sau này. Khi bấm space thì bắt đầu chạy xung quanh sân khấu và chạy mãi mãi. Như bấm space lần thứ hai thì dừng lại. Bấm space lần thứ ba lại chạy. Bấm lần thứ tư thì dừng. À, cái space là cái nút mà bấm nó thông báo là đang chạy thì dừng, đang dừng thì chạy. Được chưa? Đấy, thì bài đó chúng ta sửa đi sửa như thế nào? Các bạn có làm được không? Đấy, bây giờ chúng ta... Con chỉ biết ấn nút khác là dừng thôi. Gì cơ? Con chỉ biết là ấn cái nút khác là dừng thôi. Bấm space đấy. Cái này sẽ tạo một biến về bấm space. Biến khác xong rồi liên tục. Nếu mà nó là số 1 thì sẽ là liên tục. Xong rồi đó, nếu mà nó bấm lần 2 thì đấy nó sẽ gọi là lần 2. Sau đó là nó sẽ dừng. Phải không? Cái ý tưởng là thế đấy, nhưng mà chú ý một tí nhé, hơi khó một chút đấy nhé. Đúng, ý tưởng là chúng ta phải dùng biến nhớ để chúng ta điều khiển. Bài này sẽ có hai cái mà có các bạn mở rộng cho thầy theo hai hướng này. Hướng một là như vừa rồi, là bấm space thì dừng lại, bấm space thì đi tiếp, bấm space thì dừng lại. Còn cái hướng thứ hai là những cái các bạn làm điều khiển cho con vật này là chân nhảy chân bước, chứ không đây đang cứng đơ này, đang cứng đơ. Bây giờ muốn là sao cho chân nó phải đạp nó vừa chạy, nó vừa chạy nó mới hay hơn. Thì làm thế nào để mà có thể điều khiển là nó là chân nó phải dễ thầy làm được không thầy ơi? Cái tên là Tio dạ. Đấy, bây giờ sửa lại, bây giờ thôi được, làm bài tập số 2 dễ hơn. Bài số 2 là gì? Là chúng ta mở rộng như sau. Là trong khi chạy, các con vật này đều đạp chân, chân tay cử động để mô tả đúng nó đang chạy thật nhé. Là bài số 2 đi, hay hơn. Bài số 2 dễ hơn. Bài số 1 thì về nhà làm. Bấm 3, bấm lần đầu tiên thì như bình thường này, bấm lần thứ 2 thì như nào rồi?
Xong bấm lần thứ ba như nào? Tức là cái bài bấm space dừng hay chạy là về về nhà làm nhé, là nút space là nút mà phím mà là đang chạy thì dừng, đang dừng thì chạy. Nhưng đó là cái bài mà đó là cái bài về nhà. Còn ở đây này là ngay bây giờ, trong một vài phút thôi, trong 15 phút là chúng ta làm như sau. Bài tập của chúng ta là như sau, là đề nghị khi bắt đầu chạy thì con vật này không phải đơ như này mà vừa chạy vừa vừa đạp chân, để nó mô tả đúng là chạy thật, chứ cái này trông nó hơi hơi xấu quá, nó không ấy nhé. Thì mình làm nào để mô tả được cái việc đó thì như sau này, thì thầy cùng các bạn làm luôn được, cùng nhau làm cho hay cái bài này nhé. Chúng ta mở rộng này, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái biến nhớ nữa để mô tả cho nó là khi nào nó chạy, khi nào khi ăn đạp chân, khi nào nó không, khi bắt đầu chạy thì nó sẽ đạp chân nhé. Đấy, mà chúng ta đây bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái mà chạy của chúng ta. Đây, chúng ta đặt biến nhớ nữa đi, đặt tên nó là run đi, run một từ khác của cái từ chạy, là từ run nhé. Thì run có nghĩa gì? Run bằng không thì không chạy, run bằng một thì chạy, được chưa? Rồi thì chúng ta vào thời gian gì cơ? Có cần thời gian không ạ? Không cần thời gian, cái này là để nó chạy một vòng thôi mà. Ta vào back drop nhé, và chúng ta đặt thêm một cái trạng thái nữa, đây là ban đầu là đặt run bằng bao nhiêu, đặt run bằng không, ta đưa vào đây là đang là không chạy, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cái điều kiện như sau này, khi bắt đầu chạy thì đây khi bắt đầu chạy ở đây nhé, thì chúng ta đặt tham số run là bằng bao nhiêu, đặt tham số run là 1 nhé. Còn khi chạy xong rồi thì dừng lại thì đây con chó, con mèo, con nào sẽ về 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 đầu tiên nhỉ? Con chó. Con nào về về con nào về sau cùng? Con mèo. Con mèo sau cùng. Như vậy khi mèo về sau cùng thì mèo sẽ là người dừng lại. Đây mèo đây. Đây khi mà mèo chạy chạy sau cùng nhá. Đây này. Mèo đây này, đây là mèo nhá. Thì khi mèo chạy về thì mèo sẽ đặt lại, mèo sẽ là người đặt cái tham số run bằng 1, run bằng 0 trở lại. Không. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ làm một cái thao tác là như này để cho con vật nó chuyển động nhá. Đây này. Bây giờ các bạn vào đây các bạn đặt thêm một tham số nữa, đây. Đây. Khi mà đây thêm một lệnh nữa nhé, khi mà start là bắt đầu chạy, đúng không nào? Khi mà start bắt đầu chạy thì chúng ta cho các con vật này bắt đầu di chuyển chân. Đây chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái lệnh này, chúng ta vào cái lệnh là gì, vào cái lệnh là repeat until. Đây đây nhé, đây này, repeat until run mà không thì dừng lại. Đây chúng ta vào lệnh này này bằng nhé. Đây bắt đầu chạy khi run mà không thì dừng lại. Đây chúng ta vào cái lệnh này nhé, vào cái này là run này, repeat cho đến khi mà run mà không thì dừng lại. Đấy, và chúng ta cho nó chạy như sau này, chúng ta cho nó làm vào lệnh này này, và cái lệnh là gì, là đây là next cut chung, và sau đó cho nó chờ khoảng còn hay là không chờ, không chờ cho nó vui, bây giờ cho nó chờ là 0.05 đi, cho nó đây nhé, đấy, thì nó bảo đảm là nó chạy đấy, vì cho mèo ra thử cho mèo trước nhé, đấy, mèo này, đấy, chạy chưa, đấy, cho nó nhỏ tí nữa nhé, là 0.02 xem nào. Sao con nó lại không, con mèo nó lại không chạy cả. Đấy mèo chạy rồi đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ copy cho chuột đúng hệt nhau, copy cho chuột này, copy cho cánh cam với chuột này, và chó này, nào bắt đầu thử này. Đấy chạy chưa?
Cánh cam không chạy này vì cánh cam nó không có, mà chúng ta sửa một chút để cánh cam chạy nhé. Đây bây giờ thầy vào cánh cam này, đây cánh cam này đấy này. Cánh cam nó có một hình thôi. Bây giờ muốn muốn sửa cho chạy thì làm sao? Bây giờ thầy copy, thầy duplicate, bảo thầy xoay đi một tí là chạy được ngay. Bây giờ con này nhé, thầy vào chỗ này là thầy xoay đi một tí là nó chạy này. Đấy, xoay đi một tí là nó chạy. Rồi cái này này. Để cho hai con nó cho xem lại cái phần kia đi thôi. Để cho nó chạy đấy. Con đang sai chỗ nào? Sai đâu? Đấy. Thế này thì hai con chạy rồi. Tất cả là chạy rồi. Đấy. Chạy hết chưa? Đấy. Để chúng ta xem code của nó nhé. Đây này, code đó chỉ là thế này thôi. Để cho ra thì copy nhé. Cho chuột này. Đây thêm này thôi là được này. Cánh cam này, đấy. Chó. Phần lệnh ở background. Background cái gì? Để sửa cho này nữa. Đây đây đây. Thêm lệnh này đây, thêm lệnh là khi mà gửi thông điệp start đặt bằng 1. Còn ban đầu là nó bằng không. Và thêm biến nhớ nữa là nó sẽ điều khiển để việc chạy. Nhá. Yeah. Nào. Đấy. Không sai là nào thế. Đấy, thấy không nào? Nhưng mà rất là hay luôn. À, đúng là chạy thật. Đấy, thì bài này mới là bài chính thức nhé. Bây giờ bài này thầy sẽ đặt thầy tên là bài 2, đặt tên là bài số 2 đi. B2 nhá, B2. 4 con vật. Con vật chạy. Con sai rồi thầy ơi. Sai á? Kiểm tra lại đi. Con xóa cái phần hoạt động của con nhỉ. Đây chúng ta chỉ về con cánh cam ta thêm một tí là ta gốc vào đây nhá. Chúng ta copy sang bên này. Một chúng ta sửa đi một tí là nó được. Là chạy được ngon lành luôn. Đấy, rất đẹp là khác. Đấy, thấy không nào? Tất cả chân và càng đều chạy hết đấy. Rồi thì bây giờ thầy đưa mày lên mạng nào để chúng ta cùng xem nhé. Đây bây giờ thầy quay lại cái bài lúc nãy này. Bây giờ thầy vào cái chỗ của thầy đây. À đúng rồi, thầy phải kết này. Thầy tạo một cái mới này xong thầy sẽ đưa cái bài của thầy lên này. Đây. Load bài số 2. Thầy màn hình nó đưa lên mà em không nhìn thấy GitHub á, để đưa bài lên không? Không thấy à? Đây này. Share đây. Bài 2 có 4 con vật chạy đây, đúng không? Thầy lấy cái tên của thầy đây. À, tìm thế nào được cái Olympic, à, Start Olympic ạ? Để tìm đi, thì mình bảo cho, nhé. Ở đây vẫn là bấm space để chạy nhé. Các con vật chạy thực sự, chạy thật luôn, chạy thật. Ừ đấy, biết tôi bảo bạn cách tìm nhé. Đây là cách tìm cái này. À bây giờ thầy đưa vào trong đó, thầy đưa vào cái đó, thầy đưa vào cái em, mình đưa vào cái gì nhỉ? Đưa vào cái studio của mình đã. Đây, Olympiad đây. Bây giờ thầy đưa vào. Thầy ơi, nhưng mà màn hình nó cứ yên ở cái chỗ mà bài 2 4 con vật đấy ạ. Nó không đi nên là em cũng nhìn thấy cái thao tác ấy ạ. Chỗ nào? Bây giờ em đang muốn là khi mà mình làm xong bài rồi
mà mình muốn đưa lên cái nhóm, tức là lên lên cái lớp phát ấy ạ. Thì đầu tiên em phải đưa lên mạng đã. Vậy nhá. Em vào cái chỗ kết này để đưa lên, để đưa bạn mình lên trên mạng đã. Đưa lên xong từ mạng mới đưa vào cái studio này. Đã đưa lên mạng được chưa? Em đưa rồi ạ. Rồi, thế thì vào lại cái đầu nhất này, thì vào lại cái đầu cho các bạn xem nhé. Scrap này. Các bạn vào cái Scrap Meet Edu đi nhé. Đấy, sau đó các bạn tìm. Các bạn vào Explore này. Các bạn vào đây này. Nhìn thấy không? Để tìm. Để tìm cái studio của mình. Đây. Các bạn vào đây, các bạn gõ các từ là Scratch Olympiad. Đấy. Xong chúng ta enter, xong chúng ta tìm studio và ra ngay đây này. Đấy. Là Scratch Olympiad. Xong chúng ta bấm vào đây thôi. Và chúng ta dùng lệnh row vô sách, chúng ta tìm được bài của mình nhé. Đấy. Được khá nhiều rồi đấy, các bạn thấy không? Thầy kiểm tra được chưa? Hôm nay chúng ta làm thử một cái bài mẫu đầu tiên như này đã, để ta biết biết cách chúng ta tạo ra một cái project. Và bài này là có nghĩa về mặt thuật toán, chứ bài này sẽ đưa vào cái nhóm là các cái dự án mà mang tính thuật toán nhé, chứ không phải bài này không thuộc dự án là có tính là có tính sáng tạo ứng dụng. Bài này là cái bài là dự án mang tính thuật toán, mà thuật rất là hay. Đó. Được chưa? À, thế bây giờ thầy cho con tập về nhà các bạn làm nhé. Hôm sau chúng ta sẽ sửa ở đây nhé. Hôm sau chúng ta sẽ sửa ở đây này. Một tập về nhà này. Nhìn rõ cái này chưa? Thầy ơi, con thử cái nào khác thì có phải là bài đấy thì sai rồi. Bài sau là chúng ta sẽ không phải chạy theo hình vuông nữa mà chạy theo hình tròn. Đấy, vẫn là bốn câu này. Nhưng mà chạy theo hình tròn có làm được không? Đấy, đây là buổi sau là làm bài này nhé. Hay là về nhà làm cũng được. Có làm luôn được không thầy? Ừ, cũng được. Làm luôn cũng được mà. Nhưng hôm nay thầy muốn nghỉ sớm, chúng ta nghỉ sớm nhé. Nhé. Hôm nay buổi đầu tiên chúng ta nghỉ sớm đi. Nhé. Về nhà các bạn làm cho thầy cái bài bài này nhé. Mở rộng bài này ra là chúng ta cho con vật, chúng ta hình tròn nhé. Chào thầy. Chào các bạn.